Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực đào tạo ghi nhận tỷ lệ thí sinh đăng ký nhiều nhất. Trong mùa tuyển sinh 2024, các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin vẫn được nhiều thí sinh quan tâm và lựa chọn đăng ký với mong muốn sẽ kiếm việc làm sau khi ra trường. Thì theo những thông tin mà em tìm hiểu được thì em thấy ngành này là một ngành rất là hot và cũng có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Ngành công nghệ thông tin thì vẫn sẽ rất là hot và điểm năm nay sẽ hơi tăng một chút ạ. Ngành công nghệ thông tin thì em được tiếp xúc khá là nhiều từ nhỏ với công nghệ. Thì em cũng đăng ký vào các ngành công nghệ thông tin mà vào được thì em cũng cho khoảng 5 đến 6 cái nguyện vọng vào công nghệ thông tin thì em nghĩ là cũng đỗ đấy ạ. Vài năm trở lại đây, công nghệ thông tin luôn nằm trong top những ngành học có mức điểm chuẩn cao chót vót, đặc biệt ở những trường top đầu, thí sinh phải đạt trung bình 8 đến 9 điểm một môn mới có thể đỗ. Và trong mùa tuyển sinh 2024, nhóm ngành này được dự báo sẽ tiếp tục giữ được sức hút nhờ nhu cầu nhân lực ngày càng lớn. Tại vì chúng ta thấy là bây giờ với cái công nghệ 4.0 hiện nay phát triển thì tất cả các ngành đều phải sử dụng là công nghệ thông tin cả. Thế cho nên là cái nhu cầu về cái nguồn năng lực, nguồn nhân lực của các cái ngành về khối công nghệ thông tin này hiện nay vẫn là đang còn thiếu sót rất nhiều. Chính vì thế cho nên là đến bây giờ thì cái độ hot của cái ngành này nó chưa bao giờ nó giảm nhiệt cả. Không phải chỉ riêng đối với học viện mà tất cả các cái trường mà có đào tạo ngành công nghệ thông tin thì tôi đảm bảo là hầu hết là các cái ngành về liên quan đến khối công nghệ thông tin thì gần như là cũng chiếm lĩnh về cái điểm trúng tuyển trên toàn top đầu hết. Năm 2024, nhiều trường đào tạo các ngành liên quan đến công nghệ thông tin đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm ở mức rất cao. Trong đó có Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TP.HCM lấy điểm chuẩn tuyệt đối với ngành khoa học máy tính theo phương thức ưu tiên xét tuyển là 10 trên 10.